À, xin chào cả nhà và các bạn Sagan. Hôm nay một người trong chỗ làm của mình sinh nhật, cho nên mấy chị em của mình sẽ đi ăn sinh nhật, mừng ngày sinh nhật của họ. Và đây là mình ngồi chụp một mâm đồ ăn, và cái bánh là cái bánh của họ. Mình rất là thích chụp bánh sinh nhật ké, vì sinh nhật nào cái bánh mình cũng thấy hay và đẹp cả. Đây là mình đang xách một cái hộp bánh sinh nhật và một cái giỏ quà. Cái đây là con đường Oak Avenue, TY. Các bạn có thể đậu xe ngay chỗ gần nhà thờ, hoặc là trước cửa đậu xe, hoặc là đậu ở Google. Đây là một cái nhà hàng chuyên môn bán về đồ biển, và kiểu cách của nó là chúng ta sẽ ăn bốc. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng ăn bốc. Mình ít ăn nhà hàng ăn bốc lắm, đa số mình sẽ ăn bằng đũa bằng muỗng, nhưng hôm nay mình sẽ ăn bốc. Và mình đã chọn cái khẩu vị là không cay. Lần sau mình sẽ chọn cái cay, vì mình nghĩ đồ biển thì nên ăn cay. Hôm nay thì không có cay lắm. Và đây là bên trong của cái nhà hàng. Khu này là khu mới, cho nên tất cả nhà hàng trong con đường này đều mới cả. Và vì là ngày cuối tuần, cho nên cũng có vài cái sinh nhật, cho nên họ đã treo cái bong bóng, và mình ngồi cái bàn có bong bóng sinh nhật. Mình đang gọi người phục vụ tới để mình order thức ăn. Và bây giờ là họ đã tới rồi, và họ chỉ cho mình để mình gọi. Thì mình gọi một cái phần lớn nhất, đó là một cái phần có một cái bọc có khoảng 8 con cua, mười mấy con tôm, rồi mười mấy con tôm nhỏ, rồi có mấy con mực, và khoai tây, rồi bắp. Hôm nay mình ăn quên mất ăn bắp, không biết mùi vị bắp của nó ra sao. Và mình gọi thêm một phần mì Ý, mình gọi thêm một phần cơm chiên, và mình gọi thêm một phần bánh mì. Nước thì chỉ uống nước bình thường thôi, chứ mình không thích uống rượu bia. Và phải lái xe, cho nên những người ngồi chung bàn mình cũng không uống luôn. Đây là menu của họ. Họ có phần tối, phần trưa. Đây là phần tối. Các bạn có thể chọn theo một cái bịch như thế này. Nó sẽ ghi rõ là mấy con tôm, mấy con cua, mấy con mực. Rồi nếu mà vẫn muốn ăn thêm thì các bạn sẽ gọi thêm những phần cái bên. Nó có tôm hùm nữa. Nửa con tôm hùm sẽ là 35 đồng. Đây là mì Ý mình gọi. Còn đây là cái trang này là phần ăn trưa. Ăn trưa dao động từ 9 đồng cho đến 28 đồng một phần. Nếu các bạn muốn thích ăn đồ bốc mà ăn trưa thì nó có giá 20, khoảng 20 mấy đồng. Đây là cái bánh sinh nhật. Đang chuẩn bị cắm nến, và thức ăn đã ra rồi. Đang chuẩn bị cắm nến đây. Cái bánh này là cái bánh điển hình của người khu Việt Nam của mình, và một trong cái bánh làm ngon nhất ở khu Việt Nam đó là kiểu bánh này. Các bạn không thể lẩn đi đâu được nếu các bạn thấy bánh sinh nhật như thế này, vì khu Việt Nam chỉ có một quán duy nhất làm cái bánh sinh nhật này thôi. Và bây giờ muốn ăn bốc mà ngon mà sạch thì chúng ta phải đeo bao tay. Họ chỉ cho bao tay một size một, và chúng ta sẽ mang. Đa số họ sẽ cho một cái bao tay size lớn. Trên một cái bàn họ sẽ cho những cái bao tay khác nhau. Đây là bánh sinh nhật. Đã cắm nến xong. Và được thổi nến. Đây là một người sinh nhật hôm nay được thổi nến. Họ rất là vui. Ồ, thổi nến đúng là thích thật. Đây là cái phần bắt đầu họ đổ ra bàn. Đây là cái bịch của mình gọi. Cái bịch này trị giá 140 đồng.
có tôm, cua, mực. Và họ sẽ đổ ra bàn như thế này, khói nó lên hun hút, còn nóng hổi. Cái này người không biết ăn cay thì cũng nên ăn cay một chút, vì ăn cay đồ biển nó sẽ ngon hơn là ăn không cay. Đây là khoai lang chiên và đây là mì cũng như bánh mì. Mình có gọi phần cơm nữa, nhưng mà cuối cùng không ăn hết phần cơm, nhiều quá. Đấy, nóng hừng hực lên, khói bốc lên, ô kín cả cái màn hình. Đây là mình đang ngồi ăn. Và đây cũng là mình đang ngồi ăn con tôm. À, cái nào mình cũng ăn thử qua và mình chỉ thích ăn mỗi tôm. Mực cũng ok chứ không ngon lắm. Cua thì cũng tạm ổn vì nó bở bở. Bây giờ chuẩn bị ăn rồi đây này. Bốn người ăn nhưng mà ăn không hết, vì mỗi người ăn cũng chỉ được một góc thôi. Nhiều quá. Một phần ăn cho bốn người như vậy mình thấy cũng là nhiều. Đây mình còn thể gọi thêm đồ ăn kèm nữa, thành ra rất là no. Đây là rác của mình. Đây là mì Ý, sốt cà chua. Họ sẽ hỏi có ăn thêm tôm chiên nữa không, thì mình lắc đầu vì cái bàn này có nhiều tôm lắm rồi, còn mì còn ăn thêm tôm nữa thì thật là ngán. Cho nên mình chỉ gọi mì sốt cà chua thôi. Đang ngồi bóc con tôm trong cái bàn đồ ăn đồ biển này thì con tôm mà không bóc vỏ là ngon nhất. Đến con tôm mà bóc vỏ vì nó dai nó cứng, ghẹ thì không ngon. Ghẹ mình thấy nó bở 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 cho nên mình chỉ gặm nhấm nhấm nó thôi. À, hồi nãy mình ăn mà mình quên mất chấm sốt, vì nhiều quá ăn nó no luôn, quên mất chấm sốt. À, có con sò nữa, mình cũng ăn một con sò chứ mình không ăn nhiều. Mình không thích ăn ốc, ăn đúng tôm. Và ăn mấy muỗng mì vậy mà mình cũng thấy no lắm rồi. Uống thêm một ly nước thì thôi, quá no. Sau khi bà mình đã ăn xong, đây là chín tức còn lại trên cái bàn. Và ăn không hết thì phải mang về thôi. Đây là cái bọc để mang về. Lựa những phần đã ăn, chưa ăn. Đây là cái bọc để bỏ mang về. Còn cái giỏ này là của mình lấy phần mì Ý mang về vì ăn không hết. Và bây giờ là phần cắt bánh sinh nhật. Một cái bánh sinh nhật rất là đẹp đã được cắt. Cái bánh này rất là mềm và ngon. Và hôm nay là mùi vị khoai môn cho nên ngon và béo. Hoặc có thể lâu quá rồi mình không ăn bánh sinh nhật cho nên mình thấy ăn hôm nay ngon lạ lùng. Đã ăn đồ biển no nê rồi, bây giờ ăn thêm một cái bánh nữa thiệt là ná thở luôn. Và bây giờ ăn xong rồi, tay xách nách mang đi về thôi. Trên đường mình đi về rời khỏi quán, đã thanh toán tiền rồi, cho nên bây giờ đi ra lấy xe. Xe thì đậu đối diện đây luôn cho nên không cần phải đi bộ nhiều. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại lần sau nha.